Okay, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nghe các bạn. Thì hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của bạn Luyến Lê. Bạn hỏi rằng một cái sân bóng hình chữ nhật nè, có nửa chu vi, thì ở đây mình làm nháp nha các bạn nhá. Nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng đó các bạn, bằng 96. Tiếp theo chiều dài hơn chiều rộng, vậy cho thấy chiều dài lớn hơn hẳn hằng rộng. Ta lấy thằng lớn trừ thằng bé ra đúng cái phần hơn đó. Dài trừ rộng sẽ bằng 24. Thì đây là phép cộng, vậy đây là tổng. Đây là phép trừ và đây là hiệu. Vậy đây là dạng tổng hiệu. Vậy chiều dài chính là số hạng thứ nhất, sẽ có công thức là tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Rộng chính là số hạng thứ hai sẽ bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Rồi, vậy ta tính được chiều dài và chiều rộng. Chiều dài hình chữ nhật là lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép chia ra bao nhiêu ạ? Dạ 60 đơn vị là cm. Tiếp theo, chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 96 trừ đi 24 ra chia 2 bằng, thì ra bao nhiêu ạ? Ra 36 cm. Có chiều dài và chiều rộng rồi, ta tính được diện tích hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng, ra kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn, và nhớ đáp số. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn.